way, Bo. Có người bốc hết. Có người bốc xong bắt đầu nó phối theo cân. Cân đi nào đó. Cho theo phối theo kiểu coi như mình bán theo như củi mà. Chắc là đấy, bọn đấy nó mua về cho bọn chỉ dăm đấy còn gì nữa. Ừ. Nhìn rõ ấy à, nhìn cao à. Ừ. Đâu, có vạch đâu. Có vạch gì đâu, cứ vào giữa tâm là được. Đâu tâm rồi đâu, đấy. Thì... Ừ. Mình lại phải nắm lúc vạch. Nét hết nhỉ. Đây là cái tâm bên này, cái đỏ đỏ đấy. Đầu. Cái gì đấy? Cái này nó đang chạy. À. Đang, đây đây. Cái bắn cốt bắn cái nào? Cái còn giữa thì nó, nếu mà mình muốn lấy giữa thì nó có cái ô vuông vuông, rồi nó chọc vào giữa tâm. Ừ. Anh nó đưa vào Dung vào trong bãi thăm ma để xem đất đai thế nào, tí đó ra về. Vào Dung nào? Vào Dung trưởng thôn ấy. Để làm, đang làm bãi thăm ma. Ma của ai? Của thôn. Cái trường đấy là nó có rồi mà. Có rồi nhưng mà bây giờ mình sửa sang lại. Trời nằm gỗ này cái tiền mua gỗ nhiều phết lắm. Úi dồi ôi. Mỗi một lần đổ trăm hơn trăm triệu. Ừ. Có thằng nó cắt cho mình. Ừ. Thưởng cái máy rồi nó gấp. Đâu đây anh? Em đang vào giám sát công trình. Nhận được công trình.